quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 25 tháng 1 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét hại, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.